Chào bạn. Luật của thế gian phải thấy mới tin. Đấy, bạn thấy đúng không? Kết quả của chúng. Nhưng luật của tạo hóa phải tin bạn mới thấy. Đó là những điều chung thân chứng được. May mắn là bạn hữu duyên xem đến đây, có cả hai. Bạn có cả hai. Chữa lành không phải là công thức. Thuốc không chữa được bệnh. Chế độ ăn không chữa được bệnh. Hàng ngàn cái phương pháp trên đời này không chữa được bệnh. Nếu những điều đó chữa được bệnh thì bệnh viện phải dẹp chứ. Bệnh viện chỉ để đỡ đẻ và cấp cứu tai nạn thôi. Chữa lành là thân chứng. Bạn gặp chung đào lỗ cho người luôn, ra nắng nằm luôn, vâng vâng bạn phải uống nước bạn mới biết nó nóng hay lạnh. Ngồi đấy mà đọc lý thuyết thì muôn đời không chữa lành được. Bye bye.